Phương Anh xin kính chào quý khán thính giả của Đại Kỳ Nguyên. Trong chương trình tin chuyên đề ngày hôm nay, mời quý vị nghe các bình luận với nhan đề Cuộc tấn công chưa từng có bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Moscow vì sao lại là một tin tức lớn? Không phải ở quy mô hay hiệu quả, mà là vì Ukraine lần đầu tiên đã có một điểm phóng UAV vượt được qua mọi radar biên giới của Nga. Và một tin tức còn lớn hơn thế đối với một chuyên gia quan sát cuộc chiến, đó là chiến binh uy tín nhất của nga đã mất niềm tin. Đối với cuộc chiến vẫn đang thu hút sự chú ý của cả thế giới ở ukraine, mỗi người sẽ có một góc nhìn và cách tiếp nhận thông tin để có dự đoán cho riêng mình. chuyên gia các vấn đề thời sự nổi tiếng người hoa có bút danh lão vương thích drift đã có một cách nhìn mới mẻ đối với tin tức về cuộc chiến. Ông cho rằng, ngay cả khi quân đội Ukraine phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất từ trước đến nay vào Moscow hôm 10 tháng 9, lần đầu tiên gây thương vong và khiến hơn 50 chuyến bay bị hoãn, thì đó vẫn chưa phải là tin tức đáng chú ý. Tin tức thực sự quan trọng trong ngày là chiến binh số 1 của Nga Alexander Dugin đã bỏ cuộc. Dugin là ai? Theo Lão Vương, Dugin là người Nga duy nhất dám mắng hoàng đế, nhưng hoàng đế không dám cãi lại. Từ năm 2014, Dugin đã mắng ông Putin là kẻ nhát gan, không chỉ nên chiếm Crimea mà còn phải thôn tính toàn bộ Ukraine. Tám năm sau, vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Dugin lại giận dữ chỉ trích ông Putin vì chỉ tập trung vào Ukraine, cho rằng ông nên đồng thời phát động quân sự ở Ba Lan và ba nước Baltic, tranh thủ phục hồi lãnh thổ của Liên Xô. Sau đó, ông ấy nên tiến vào Berlin, quan sát Mỹ để thế giới phải run sợ vì người đông Slaver. Dugin đã nhờ vào lý thuyết người Slaver tối thượng do chính ông sáng tạo mà trở thành nhân vật nổi bật nhất ở Nga. Nhưng bất kỳ lý thuyết nào về người gì đó tối thượng chẳng phải là chủ nghĩa phát xít sao? Đúng vậy, Dugin không chỉ là một người theo chủ nghĩa này mà còn tự hào về điều đó. Chẳng hạn, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình quốc gia Nga, ông ta đã rõ ràng bày tỏ sự không coi trọng đối với ông Putin, cho rằng Heinrich Himmler, thành viên hàng đầu của quốc xã mới là thần tượng của mình. Sau đó, Dugin còn cố tình nói từng chữ một trước ống kính. Quốc xã đã thu hút tôi sâu sắc ở cả phương diện tinh thần và lý tưởng, nó có thể giải phóng sức mạnh dân tộc mạnh mẽ. Tác giả lão Vương cho rằng, cách phát ngôn có vẻ điên cuồng như vậy thực ra lại mới có thể khiến ông trở thành nhân vật nổi bật nhất ở Nga. Dù sao, đối với những người nghèo ở Nga, chiếm 93,7% dân số, với tài sản tổng cộng chưa đến 10.000 đô la, lý thuyết Người slaver tối thượng chẳng khác gì vodka miễn phí không giới hạn. Vậy bây giờ sẽ hợp lý khi nói rằng ông Putin không dám gây sự với Dugin, người luôn coi ông ấy là kẻ hèn nhát. Ai dám chống lại Dugin là chống lại người slaver tối thượng và là kẻ thù của 93,7% người dân nghèo ở Nga. Hơn nữa, Dugin tuy là người nói giỏi nhưng cũng có tính thực tế rất lớn. Như chúng ta đã biết, khó tuyển dụng luôn là một trong những vấn đề lớn nhất của quân đội Nga hiệu quả tuyển quân của Nga chưa bao giờ là tốt. Những lời lẽ dù to lớn đến mấy về việc ngăn Ukraine mở rộng về phía đông hay vì một nước Nga vĩ đại thì có liên quan gì đến những người Nga nghèo khổ với mức lương hàng tháng là 30.000 rúp? Trái lại, lý do nhập ngũ mà Dugin đưa ra thực tế hơn nhiều. Kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, Dugin đã khuyến khích người Nga gia nhập quân đội trên Internet hàng ngày để giết đàn ông Ukraine, hãm hiếp các cô gái Ukraine và cướp bóc. Mặc dù lý do nhập ngũ của Dugin không tích cực chút nào, nhưng người Nga lại tin tưởng ông hơn cơ quan tuyển quân. Chỉ vì, không giống như những quan chức cấp cao Nga kêu gọi người Nga nhập ngũ trong khi vẫn mua nhà ở châu Âu, Dugin là một nhà lãnh đạo thực sự. Cơ quan tình báo Ukraine cũng biết vai trò to lớn của Dugin nên đã thực hiện vụ ám sát ông vào ngày 20 tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên, các đặc vụ Ukraine đã không thể động tới Dugin và vô tình giết chết con gái ông có lẽ đặc vụ Ukraine sẽ cố gắng ám sát Dugin một lần nữa, nhưng Dugin đã không sợ hãi. Dugin, người đã biến nỗi đau thành sức mạnh, không chỉ phớt lời những lời đe dọa ám sát từ đặc vụ Ukraine mà còn tích cực tham gia nhiều hoạt động quân chúng, khuyến khích người Nga gia nhập quân đội. Tuy nhiên, dù ông là một người cứng rắn như vậy, lần đầu tiên ông ấy đã bỏ cuộc sau vụ tấn công ở Moscow. Vào ngày 11 tháng 9, Dugin, người đã chiến đấu cả đời đã viết một cách vô cùng bi quan. Donbass đã trải qua tất cả những điều này từ lâu và giờ đây toàn bộ nước Nga đã dần trở thành Donbass. Đây mới chỉ là Moscow và cả nước Nga nói chung sẽ trở thành tiền tuyến, có nghĩa là mọi người đều có thể bị máy bay không người lái tấn công và phải đối mặt với những mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ chỉ vài cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã có thể khiến ông Dugin mất hy vọng? tác giả Lão Vương đã nói, than ôi, cuộc tấn công vào Moscow chỉ là phần giới thiệu. Điều khiến Dugin thực sự thất vọng là khu vực Kursk. Trở lại với câu hỏi ban đầu, nếu như việc tấn công Moscow bằng máy bay không người lái mang lại hiệu quả tốt như vậy, tại sao quân đội Ukraine trước đây lại không sử dụng? Đơn giản vì trước đây không thể. Điều này không chỉ vì Moscow là thành phố có hệ thống phòng không dày đặc nhất thế giới, mà còn vì quân đội Nga đã khai triển nhiều hệ thống radar giám sát dọc biên giới Nga-Ukraine, có thể cảnh báo cho Moscow ngay lập tức. Tuy nhiên, sau khi quân đội Ukraine chiếm lĩnh Kursk bằng một cuộc tấn công chớp nhoáng vào ngày 6 tháng 8, họ đã có được một điểm phòng máy bay không người lái tuyệt vời, vượt qua radar của quân đội Nga tại tiền tuyến. Như đã thấy, khi không có cảnh báo từ radar tiền tuyến, tỷ lệ ngăn chặn của hệ thống phòng không của Moscow đã trở nên kém hơn. Vậy liệu việc quân đội nga tái chiếm Kursk có thể giải tỏa vòng vây cho Moscow? Về lý thuyết thì đúng như vậy, nhưng đây chính là điều khiến Dugin cảm thấy tuyệt vọng. Nói cho công bằng, việc quân đội Ukraine chấp nhoáng xâm nhập vào Kush ban đầu là một nước cờ táo bạo mang ý nghĩa tuyên truyền khá tốt, có thể hỗ trợ việc yêu cầu viện trợ quân sự từ phương Tây mang ý nghĩa chính trị lớn hơn đó, nhiều đó, so với ý nghĩa quân sự. Nhưng dù sao, một khi quân đội Nga rút lui khỏi khu vực đông Ukraine Kharkiv, trong vòng 48 giờ, họ có thể dễ dàng đuổi quân đội Ukraine ra ngoài. Nếu vậy, tại sao quân đội Ukraine vẫn dễ dàng chiếm được tỉnh Khush? Bởi vì, theo Lão Vương, ông Putin vừa yêu cầu quân đội Nga không tiếc bất cứ giá nào để ngay lập tức thu hồi Khush, vừa nhấn mạnh không được mắc bẫy của quân đội Ukraine yêu cầu quân đội Nga ở miền đông Ukraine tiếp tục tấn công mạnh mẽ vào Kharkiv, không cho rút lui một binh một tốt. Vậy, ai sẽ thu hồi Khush? Ông Putin tìm cách dùng nước xa cứu lửa gần, ra lệnh cho quân đội Nga ở Crimea tận cùng miền nam Ukraine cách xa hàng ngàn cây số đến cứu viện Khush. Vì vậy, quân đội Ukraine đã tận dụng thời cơ gấp rút, tấn công và chiếm lĩnh tại tỉnh Khush, kiểm soát diện tích đã tăng lên 1.250 km2 chỉ trong một tuần. Thêm vào đó, quân đội Ukraine đã tấn công vào hệ thống đường sắt, khiến quân đội Nga từ Crimea đến hỗ trợ hoàn toàn bị tắc ở trên tuyến đường sắt. Vào ngày 12 tháng 9, hơi một tháng sau khi quân đội Ukraine chiếm lĩnh Kursk, quân đội Nga mới chính thức phát động phản công. Tuy nhiên, mọi thứ có thể đã muộn. Quân đội Ukraine đã sử dụng thời gian quý giá trong một tháng để xây dựng những hào sâu tại Kursk. Có người có thể sẽ hỏi, giờ đã là thời đại nào rồi mà hào sâu vẫn còn hiệu quả đến vậy? Mặc dù những hào sâu này rất thô sơ, nhưng cả hai bên Nga và Ukraine đều không có ưu thế trên không, nên chúng trở thành công sự phòng thủ hiệu quả nhất. Chưa kể quân đội Nga trên mặt trận miền Đông với chiến tranh hào sâu mỗi ngày chỉ có thể tiến lên vài chục mét đất. Mùa hè năm ngoái, quân đội Ukraine lái xe tăng Leopard 2 của Đức cũng không thể vượt qua được các hào sâu của quân đội Nga. Điều này không có nghĩa là Kursk không thể thu hồi. Tác giả Lão Vương lấy ví dụ gần nhất rằng quân đội Nga trong thời kỳ sung mãn nhất cũng phải mất 10 tháng để chiếm Bakhmut với diện tích 41,6 km vuông và một năm rưỡi để chiếm Avdivka với diện tích 29 km vuông. Vậy theo logic suy ra thông thường, với hiệu suất tấn công hiện tại của quân đội Nga, họ cần bao lâu để thu hồi Kursk và giải vây cho Moscow? Có lẽ Dugin cũng nhìn thấy điều đó và tỏ ra mất niềm tin đến vậy. Tất nhiên, thời gian với ông Putin không phải là vấn đề, ông ấy mới bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ 5 vào ngày 7 tháng 5 năm nay. Vấn đề là ông Biden thì không có nhiều thời gian như ông Putin. Cuộc chiến giữa Ukraine và Nga phải tạo ra kết quả quyết định trước cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11. Nếu không, nếu ông Trump lên nắm quyền, suy nghĩ phổ biến hiện nay đang cho rằng mọi thành quả chấm dứt chiến tranh giữa Ukraine và Nga sẽ mất sạch. Vậy hai năm công sức của ông Biden là vô ích ư? tất nhiên ông Putin và ông Biden sẽ không bao giờ muốn để lại thành tựu chính trị của mình cho ông Trump. Vì vậy, sau khi Nga đưa ra lời đe dọa sửa đổi học thuyết hạt nhân, Ngoại trưởng Mỹ Blinken vẫn tuyên bố mạnh mẽ vào ngày 12 tháng 9 rằng Mỹ sẽ điều chỉnh hỗ trợ quân sự cho Ukraine khi cần thiết, đồng thời một lần nữa ám chỉ mạnh mẽ rằng ông Biden sẽ điều chỉnh việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine nếu cần thiết. Chính quyền ông Biden có thể sớm dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí tầm xa của Ukraine, cho phép tên lửa phương Tây tấn công các mục tiêu sâu trong đất Nga như Moscow. Một khi quân đội Ukraine thiết lập căn cứ phóng tên lửa ở Kursk, hệ thống phòng không Moscow vốn thậm chí không thể ngăn chặn được máy bay không người lái sẽ đánh chặn tên lửa mạnh gấp trăm lần của Mỹ như thế nào. Tuy nhiên, vấn đề quân sự vẫn không phải là nguyên nhân chính khiến Dugin từ bỏ. Trong 5.000 năm lịch sử loài người, nước nào là chưa từng thua đây? Thua chưa bao giờ là vấn đề, Vấn đề là cứ trung bình một tháng hai lần. Từ đầu cuộc chiến đến giờ, Nga đã đưa ra hơn 60 cảnh báo về hạt nhân trong 30 tháng qua. Không chỉ cảnh báo hạt nhân bị phương Tây coi là trò đùa quốc tế, hãy nhìn cách ông Zelensky vượt qua làn danh đỏ của Nga trong cuộc họp báo sau khi quân đội Ukraine chiếm đóng vùng Khush. Cứ như thế này, khi Nga một lần nữa kêu gọi đàm phán, làm sao bạn có thể yêu cầu Dugin tiếp tục hét lên người Slaver tối thượng? Vì vậy, việc ông Dugin thất vọng không liên quan gì đến kết quả của cuộc chiến, mà việc mất đi Kush đã khiến ông không đau gì hơn ngoài cái chết trong lòng, khi cái chết của sinh mạng chỉ là điều quan trọng thứ hai. Thưa quý vị, mục tin chuyên đề của Đại Kỳ Nguyên xin được tạm dừng ở đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những phân tích và bình luận mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại.